Được, được, ta khát nước quá, ta khát nước quá, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đau quá, đau quá, tại sao ta lại mãi với tên Seraphim San đó? Rõ ràng hắn không phải là đối thủ của ta, sức mạnh của ta hơn hắn rất là nhiều lần. Không thể nào, không thể nào, ta đã sắp trở thành thần rồi, ta không thể bại dưới một tay của tên cùi bắp đó. Ta không phục, ta không phục. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, chủ nhân ơi, chủ nhân ơi, thì ra ngài ở đây. Tôi tìm ngài cực khổ lắm, ngài có biết không, lũ thần tiên san đó thật là độc ác, hại ngài. Người là ai? Người muốn giết ta đúng không? Vậy thì ra tay đi. Tôi là Devil San nè. Chính ngài đã tạo ra tôi, còn giới thiệu con nhỏ bạn gái cũ của ngài cho tôi nữa. Vậy à, chúc mừng người. Người đi đi, ta sắp chết rồi. Không, không, tôi tới đây là để trả ơn cho ngài. Ngài đã tạo ra tôi, giống như là cha mẹ của tôi vậy. Còn cho tôi hạnh phúc, cho tôi mọi thứ. Bây giờ ngài hãy lấy hết sức mạnh cơ thể của tôi để hồi phục đi. Rồi vợ con người ai nuôi? Thưa ngài, tôi đã từng lập lời thề, dù ngài có chuyện gì, tôi cũng phải hy sinh hết mình. Vợ con tôi cũng giống như là vợ con ngài. Thưa ngài, ngài hãy hấp thụ tôi đi, sau đó đi trả thù những kẻ đã làm hại ngài. Nhưng mà Người sẽ chết đó. Tôi thà cống hiến tất cả cho ngài còn đỡ hơn sống bên con vợ xấu xí của tôi. Vậy được rồi. Cảm ơn người, cảm ơn người Devil San. Bây giờ ta phải chính thức trở thành thần, một vị thần tàn độc, một vị thần độc ác nhất. Ta phải báo món thù ngày xưa. Seraphim San, tất cả các gót san, tao sẽ xóa sổ chúng mày, đưa chúng mày mãi mãi không siêu thoát, và tao sẽ thay thế chúng mày. Quay trở lại Seraphim San, sau khi có một trận quyết chiến với lại Erod Forsan, thì anh ấy một cách kỳ lạ đã giành chiến thắng ở tập trước. Thì tập này, anh ấy quay trở lại thiên đường, nơi gót san ngự trị, để báo cáo tình hình. Cuối cùng cũng tái rồi, bay một đoạn đường dài, tốn hết mấy ly trà sữa của mình. Lát nữa phải đặt một ly size XL uống mới được, bù lại năng lượng đã mất. Kính chào Seraphim San. À, được rồi, mấy thằng tiên tỷ tỷ, lát nữa đi ăn bánh tráng trộn mong, với lại tôi mua bim bim cho. Ê, Seraphim San, đừng có chọc gái nữa. Tôi giỡn chút thôi, tôi báo cáo tình hình nè, tôi tiêu diệt được tên Erod Forsan rồi đó. Vậy à, ngươi có chắc chắn đã giết chết hắn chưa? Chắc chắn 100% luôn đó. Nhìn cái mỏ của tôi uy tín không? À, thôi, tôi trả lại sức mạnh của ngài đã cho tôi mượn để tiêu diệt tên Erod Forsan nè. Nếu không có sức mạnh của ngài, chắc là hắn bẻ cổ tôi, hắn nấu cao hủ cốt rồi đó. Cảm ơn ngài nhiều nha. Ngươi thật là vô dụng đó Seraphim San. Làm có tí chuyện cũng không xong. Ngươi có biết Erod Forsan vẫn còn sống không? Và thậm chí bây giờ hắn sắp trở thành thần rồi đó. Hả? Cái gì chứ? Hả? Người chỉ biết suốt ngày ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa, càng ngày càng tệ. Vậy bây giờ để tôi đi giết hắn. Người quay trở lại đi. Bây giờ ngươi không còn là đối thủ của hắn. Hắn đã trở thành God Erod Forsan rồi. Vậy bây giờ sao đây? Người nghỉ ngơi đi, để ta đi tìm thần hủy diệt nhờ giúp đỡ. Khốn kiếp, không biết cái nơi này tinh thần hủy diệt đó đang làm cái gì nữa. Sao nhiều xác của con người thế này? Tinh thần hủy diệt, ngươi đâu rồi? Mau ra đây gặp ta đi, có chuyện còn ngươi nè. Thần sáng tạo đâu đấy ta ở đây nè. Hãy đánh với ta một trận đi, ta sẽ chiến thắng. Phải ta vậy rồi San, ta cần ngươi giúp ta. Cái tên đây. Hãy phần thân bại với ta trước đi, rồi sau đó nói chuyện sau cũng được. Tính khí của ngươi mãi mãi không bao giờ thay đổi, như cái thằng trẻ trâu biết bao giờ có bạn gái được hả?
Narrator, đó là chuyện riêng của ta. Với lại ta không cần có bạn gái đâu, ta chỉ cần đánh nhau. Ta muốn là kẻ mạnh nhất. Hả? Đúng là một tên điên rồ. Ngươi làm gì riết lâu năm, ngươi sẽ trở nên biến thái đó nghe chưa. Từ thích con gái chuyển sang thích con trai đó. Tập trung vô trận đấu đi Narrator, ngươi đừng nói lan man nữa. Chọn lấy nè. Hả? Hả? Ngươi chịu thua chưa? Kết thúc trận đấu chưa? Ta chưa thua. Đau quá. Được rồi. Trời đất ơi, ta lại thua ngươi nữa rồi. Đây, Vanda Verusan, ta có nhiệm vụ gấp dành cho ngươi đây. Hả? Bây giờ ta chỉ muốn đánh nhau mà thôi. Hiện tại, ở ngôi vũ trụ, tinh Infinity Corsair đang hủy hoại rất nhiều đa hành tinh. Ngươi hãy mau ra đó ngăn chặn hắn lại đi. Hả? Tình khốn kiếp đó lại đi phá hoại những hành tinh khác à? Được rồi, lần này tôi sẽ đập cho hắn một trận. À, ta tí nữa thì quên. Tên Erod 44 từng tiêu diệt thế giới bóng tối, giết rất là nhiều sinh vật dưới đó. Bây giờ hắn trở thành thần rồi. Nếu người gặp được hắn thì sẵn tiêu diệt hắn luôn nha. Erod 44 hay sao? Một kẻ tầm thường vừa mới trở thành thần à? Thật thú vị chứ. Được rồi, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đẹp nhất cuộc đời ta. Fanta Virusan, người đừng có quá tự cao. Sức mạnh của bọn chúng tương đương với lại những god khác đó. Bây giờ ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh để hạ bọn chúng. Narrator, ngươi quá khinh thường ta đó. Chính bản thân ta, sức mạnh của ta sẽ hạ hết bọn chúng. Và sau đó ta sẽ đánh bại luôn ngươi. Ta sẽ trở thành một vị thần mạnh nhất trong thế gian này. Ngươi hãy chờ đó, ta đi đây. Hả? Thôi chết bà rồi, mình tới trễ rồi. Giờ này tan nát hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Tên khốn kiếp Infinity San đó, hắn phá hoại những hành tinh này một cách bừa bãi. Hắn định hủy diệt, hắn muốn thay thế mình hay sao? Tịch chết tiệt, ngươi mau ra đây, chịu trách nhiệm đi. Thì ra là ngươi, thần hủy diệt Fanta Virus San. Tên bẩn thỉu, những sinh vật trên đa vũ trụ này đã làm gì lầm lỗi với ngươi? Tại sao ngươi muốn tiêu diệt các vũ trụ này? Bởi vì có tiêu diệt thì mới có tái sinh. Muốn thiết lập ra một thế giới mới thì phải tiêu diệt thế giới cũ này. Infinity Corsair, ngươi có biết ngươi đang làm những công việc của một vị thần hủy diệt hay không? Trong khi đó, chính ta mới là thần hủy diệt. Nhưng ta không hề tàn độc, không hề độc ác như ngươi. Những hành tinh nào cần hủy diệt, ta mới làm thôi. Còn ngươi, hủy diệt bất cứ hành tinh nào có sự sống. Ngươi muốn gì? Đơn giản thôi. Ta muốn biến cả vũ trụ này thành của ta. Ta muốn ta là một vị chúa trời, một vị Raider, một vị thần sáng tạo mới. Còn lũ sinh vật ở đây thật là tầm thường. Bọn chúng chỉ biết sống hiền lành. Bọn ngươi không cảm thấy chán hả? Chán cái đầu của ngươi. Ta sẽ hủy diệt ngươi. Infinity Corsair. Ngươi tưởng có thể giết được ta hay sao? Fanta Virusan, hôm nay ta sẽ cho ngươi biến mất mãi mãi. Không, ta không đánh thua ngươi đâu. Ta là một vị thần hủy diệt mà. Không. Ngươi tưởng ngươi là thần hủy diệt, ai ngươi cũng hủy diệt được à? Ta nghe nhức nách quá à. Hả? Sao tự nhiên bầu trời lại chuyển sang sương mù thế này? Có chuyện gì vậy? Không. Infinity Corsair chết rồi. Ngươi thích hủy diệt các hành tinh khác lắm à? Chỉ ta cho ngươi chết chung. Này, ngươi là ai vậy? Thần hủy diệt, xin chào. Ngươi có nhận ra ta là ai không? Phò, không lẽ ngươi là Error Phò? Đúng vậy, ta mà không. Bây giờ ta đã trở thành God rồi. God Erod 44. Không, ngươi định làm gì ta đó? Không. Chết đi. Bây giờ ta là vị chúa trời mới. Ta gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ.